Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 290, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. đại đa số đám người Lý Thành Long xuất thân từ địa phương nhỏ. Đám người còn lại trong nhà cũng chưa xuất ra tu giả phi thiên. Đối với cái gọi là lôi kiếp siêu phàm của tu giả phi thiên, hiểu biết cực kỳ ít. Lại thêm bọn hắn tiến triển quả thật là quá nhanh. Đầu tiên là lấy tẩy tâm thánh quả một bước lên trời, đồng loạt sắp lên quy huyền đỉnh phong, là được tả tiểu đa xúc động cho mượn diệt không tháp để bọn hắn học bổ túc nhưng cũng làm bọn hắn bỏ lỡ nhận thức tương đối sâu sắc về chân tướng lôi kiếp của tu giả phi thiên. Trước kia, tả tiểu niệm đột phá phi thiên cảnh, càng khiến cho bọn hắn có nhận thức sai lầm, lại suy nghĩ ra có lẽ việc không tháp có thể miễn trừ lôi kiếp. Hết lần này tới lần khác, tả tiểu đa đối mặt với lôi kiếp vượt xa lôi kiếp của tu giả phi thiên bình thường. Tả trường lộ và ngô vũ đình sợ bọn hắn sau khi học hỏi sinh ra tâm ma, lại khó có tiếng cảnh. Dứt khoát, không cho phép bọn hắn học hỏi tả tiểu đa, truy luyện lùi kiếp phi thiên. Toàn bộ mọi thứ này tạo thành khó xử trước mắt. Đám người Lý Thành Long trước kia hoàn toàn chưa thấy tình cảnh chấn động bậc này. Từng người ngoài việc tức giận kêu lên, nhưng cũng chưa từng sơ xuất, dốc hết toàn lực đối phó lùi kiếp. Nhưng lần hỗn loạn này vẫn lấy lùi kiếp làm chủ, đòi nơi biểu diễn như cũ, điên cuồng oanh tạc, đại được kỳ sự. Rầm rầm, răng rắc, đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc. Ngô Vũ Đình, Lệ Trường Thiên, Bạch Vân Đoán, còn có tả tiểu đa, tả tiểu niệm, cũng đều chạy tới hộ pháp bên trái trước. Nhưng tả trường lộ chờ bốn vị đại năng, người người đều đầu đầy vạch đen. Chuyện này, bọn hắn thật sự không chú ý toàn tâm chú ý đối với chuyện thiên kiếp của tả tử đa, khiến cho bọn họ lại cũng không có sức lực phân tâm để ý hắn. Rốt cuộc dẫn đến sự xuất hiện cục diện khó xử trước mặt. Trách nhiệm này đụng đẩy thế nào cũng không đẩy được. Dưới tuyệt hồn nhai Yêu thú kia hao tổn nhiều nguyên lực, chữa trị hồi phục thường thế. Thường thế vừa mới khôi phục hơn nữa, đột nhiên toàn thân lại cứng ngắt một hồi một luồng cảm giác quen thuộc nhưng lại kinh khủng tự nhiên nảy sinh. Trong nháy mắt, hai đồng tử to lớn tràn đầy nước mắt. Ôi trời ơi, lại tới rồi, vậy mà tới rồi sao? Hơn nữa, lần này còn là tập thể, tụ tập chất đóng là một đoàn. Đây đặc biệt là lần đầu tiên ông đây nghe nói, độ kiếp vậy mà còn có tổ đoàn. Đây là sợ ngại mình chết không đủ nhanh sao? Nhưng các người có thể chọn riêng một chỗ bao hết. Sao có thể gieo họa lên một người như ta? Các người lương tâm ở đâu? Thiên đạo địa đạo ở đâu? Thiên đạo chí công ở đâu? Nhưng nơi đây lại xa vào đất thị phi đã thành kết cục định sẵn. Nhận biết yêu thú lợi hại lập tức hoạt động. Ngậm cây kén tầm lớn kia lên, liều mạng chui xuống chừng 300 dặm. Tiếng tim độc trong cây kén tầm lớn này. Tại sao càng ngày càng mạnh lên nhỉ? hình như là rất có cảm giác với lôi kiếp bên ngoài, rất có ý nghĩ mục đích. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đặt mình ngoài vòng, duỗi cổ nhìn vào điểm trung tâm. Sau đó Tả Tiểu Đa đã thấy Tả Tiểu Niệm quen cửa quen nẻo, lấy điện thoại di động ra. Ờ, à, thao tác này, lại còn có thao tác bậc này. Mắt của Tả Tiểu Đa lập tức tròn tròn, nhìn thấy cái mình thích là không nhìn được. Rất nhiều ý nghĩ nóng lòng muốn thử nhưng một chút sau, tả tiểu niệm tự ý cất điện thoại đi, rất là gió thoảng mây trôi nói. Một trận sóng gió này không có gì đáng xem, không đáng để ghi. Không có gì đáng xem, không đáng để ghi. Nhìn giọng điệu cao cao tài thượng học rộng hiểu nhiều này của ngài, đây chính là độ kiếp đấy. Tình cảnh lớn như vậy, ngài nói không có gì đáng xem, không có gì đáng để ghi. Như vậy có hơi quá hay không? Vậy cái gì mới đáng để ghi? Trong lòng Tả Tiểu Đa đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Lại tập trung suy nghĩ nhìn về đám người Lý Thành Long đang giải dụ dưới lôi kiếp. Tả Tiểu Đa xúc động than thở. Mấy người phù phù này rốt cuộc là làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại Lý. thiên lôi đuổi theo đánh, ai, ta thân là lão đại của bọn hắn. Hành động vì bọn hắn, bày tỏ không biết xấu hổ từ trong thâm tâm. Xấu hổ khi cùng làm bạn. Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm đồng loạt quay đầu nhìn hắn một cái, mắt nứt ra ánh sáng kinh ngạc. Tiểu cầu đắc này còn dám nói ra lời này, dường như ngươi không nhớ người vừa mới bị đánh, hơn nữa còn lợi hại hơn nhiều so với chút này. Làm sao còn không biết xấu hổ hiên ngang nói ra như vậy, nó giống như lỗi lạc. Con người sao có thể vô sĩ như vậy? Có điều suy nghĩ thêm một chút, đây chỉ là thái độ đùa bỡn theo thói quen của Tả Tiểu Đa mẹ con hai người cũng rất sớm đã thành thói quen. Không kinh sợ khi thấy chuyện lạ kỳ, chỉ là phát huy bình thường mà thôi. Nhưng lúc luồng lôi kiếp thứ tư rơi xuống, ánh mắt tả trường lộ luôn chú ý lôi kiếp, không khỏi cứng lại một cái. Ở tầng mây thật dày, khi thiên kiếp còn đang bùng nổ kéo dài, lôi kiếp buông xuống trước mắt. Thình lình có tinh quang ly ti lũ lượt xuyên qua chiếu xuống, hơn nữa còn từ từ tụ hợp tạo thành chùm tia sáng Mặc dù chùm tia sáng tập trung chiếu rọi cũng không phải phương hướng chỗ thiên kiếp mà là phương hướng khác. Nhưng đây cũng là chuyện rất không nên vượt quá sức tưởng tượng. Giờ phút quan trọng này tổng cộng 12 tên tu giả phi thiên cùng nhau đổ kiếp. Đây là chuyện lớn cỡ nào? Dẫu có biến cố gì cũng nên tạm hoãn hoặc là nhường đường. Tại sao có thể tinh quang bắn xuyên xuống? Chẳng lẽ lại có biến cố có thể đủ để so sánh thậm chí vượt qua 12 tên phi thiên cùng độ lôi kiếp xuất hiện hay sao? Tả trường lộ vừa lấy lên suy nghĩ, tức thì trao đổi vị trí hộ pháp cùng Ngô Vũ Đình. Lại phóng một luồng phân thân nhanh như tia chớp, chợt lấy lên rồi biến mất ở hướng thượng kinh. Đà đà! Tả trường lộ vừa duy trì, ngăn cản nhân quả ác niệm mãnh liệt đến từ khắp mọi nơi, từng cái vỡ nát, vừa trầm giọng nói. Người dùng thuật vọng khí xem tinh quang trên bầu trời, nhìn xem có gì lạ kỳ hay không. Tả trường lộ tuy rằng có tu vi thông thiên, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn. Hắn đối với thuật vọng khí, chỉ dừng lại ở hiểu biết nửa vời, cũng không phải là rất hiểu. Nếu liên quan đến bản thân, thậm chí là người thân, còn có cảm ứng bằng khí cơ của mình. Lúc này đổi thành người xung quanh, thì không phải là hắn có thể hiểu rõ sau khi tả tiểu đa được nhắc nhở ngửa đầu nhìn bầu trời lúc này mới phát hiện ra ở trên tầng mây dày nặng đang có tinh quang xuyên qua chiếu xuống hơn nữa đã hình thành kích thước tương đối chính luồng tinh quang giống như chính luồng mũi tên sắc bén xuyên thấu tầng mây thẳng tắp băng xuống hướng đông nam nơi tầm mắt không thể nhìn thấy tả tiểu đa chuyên tâm vận khí vận lên vòng khí tâm pháp giỏi mắt trông lập tức trong lòng sợ hãi. "Đây, đây là yêu khí." Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói. "Cha, nhìn như vậy chính là bắt đầu cửu tinh tề tụ, các tinh chủ đang liên thông với tinh quân tin tượng, mượn lực để tiến hành chuyện gì? Rất có thể sắp có chiến đấu xảy ra." Đồng tử của Tả Trường Lộ co rút một cái. "Chắc chắn chứ?" "Chắc chắn." Tả Tiểu Đa nói. "Tinh tượng" đã tạo thành sát trận ở chân trời, yêu lực mãnh liệt dân trào vô tận. Tình thế đầy đủ như vậy đã hoàn thành rồi. Chỉ sợ đối phương vì cục diện này đã chuẩn bị từ rất lâu. Không ổn, hiện nay bắt đầu rút xuống rồi. Hỏng bét rồi. Ánh mắt của tả trường lộ ngưng trọng quay đầu nhìn trong sân. Đám tiểu bối Lý Thành Long độ kiếp mới chỉ vừa qua một nửa. Bọn họ vốn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất là bởi vì 12 người kết hợp độ kiếp dẫn đến quy mô và uy lực của lôi kiếp tăng thêm rất nhiều. Nếu như giờ phút này mình rời đi, phòng tuyến vững chắc bốn phương hợp thành, ác sẽ xuất hiện lỗ hổng, bị những thứ ác niệm mãnh liệt kia tràn vào, khiến cho đám nhóc này bị tâm ma xâm nhập. Sợ rằng ít nhất cũng phải có ba bốn người bỏ mạng dưới thiên kiếp. Cái thời cơ này, quả thật quá ngắn. Cuối cùng tiến thoái lưỡng nàng, tình thế khó xử, nếu như thế cuộc trước mặt chính là người ta cố ý sắp đặt nhằm vào thời khắc này vậy thì nhất định đánh giá lại lần nữa trình độ tính toán của đối phương nắm trong tay một chút tính toán lòng người quả thật có thể kinh có thể sợ nghe mà rợ người trong lòng tả trượng lộ không còn gì để nói may mắn hắn dựa vào tình trạng đột phá vừa rồi trước tiên phân đang một phân thân đi tìm đông phương chính dương ngay sau đó đáy lòng vội vàng truyền tin qua Bảo Du Đông Thiên, do xét Đông Nam Mặc dù nói như vậy, bố trí thêm như thế, nhưng trong lòng của tả trường lộ hiểu rõ, bất kể là Du Đông Thiên hay Đông Phương Chính Dương, chờ cho đến lúc đi qua, sợ rằng thời gian đã chậm, bố trí của đối phương đã hoàn thành, mục đích muốn tìm cũng đã đạt được. Bắt đầu cửu tinh kết hợp, nối thẳng tin tượng tinh quân xây dựng sát trận, dùng sức mạnh tinh thần tiêu diệt cường địch, thời gian một chớp mắt là đủ. Mà khăng khăng lựa chọn hành động vào hôm nay, tính toán chính xác diễn biến. Sợ rằng đối phương cũng có đại năng giả ở bàn điều khiển. Sắc mặt của tả trường lộ nặng nề. Hắn biết hôm nay mình rốt cuộc thu một nước. Ở trong thượng kinh. Lúc phần thân của tả trường lộ đuổi tới, Du Đông Thiên đã đứng trong nhà Đông Phương Dính Dương. Có biến cố quan trọng. Đông Phương Chính Dương nói, ở hướng Đông Nam, trên đường đến thành phường Hoàng, chú ý núi cao rừng rậm dọc đường. Du Đông Thiên không nói hai lời, lập tức xé không gian mà đi, mong muốn một lần mất bò mới lo làm chuồng, để thời gian không quá muộn. Tả Trường Lộ nhìn một cái rồi nói, Người và Nam Chính Cạn cũng cùng nhau đi qua xe một chút, nhiều người trợ giúp sẽ tốt hơn. Hai người cũng không chần chừ bóng người chợt lóe rồi biến mất. Trên bầu trời, chùm sáng tinh quang đã bắt đầu thu hẹp, sắp biến mất. Hiển nhiên, mưu đồ bố trí của đối phương đã chấm dứt ở đây. Nhưng trên tầng mây, bắt đầu cửu tinh vẫn rực rỡ tinh quang như cũ. Yêu khí vẫn dày nặng khắp nơi, rõ ràng trong vụt tắt như đang phát vẫy gọi nào. Lấy tổ địa chi cơ hợp thành tinh đấu chi minh, thở ra thiên địa chi khí, dẫn chư thiên trở về. Từng lời nói quá dị hạ giới thế tục, không có người có thể nghe hiểu, cũng không có người có thể nghe được vẫy gọi huyền ảo, truyền ra xa xăm, chấn động trong tinh không. Trong tinh không xa xôi, một bóng dáng hư ảo của vị ma thần che trời lấp đất, bất ngờ xuất hiện, thí thần thương quanh quẩn qua lại. Bên kia, thân thể dù đồng thiền vù một cái lập tức đặt mình lên sườn núi Bạch Long. Nơi đập vào mắt, cả người không khỏi run rẩy thân thể như đang sàn vỏ trấu. Toàn bộ sườn núi Bạch Long lúc này đã thượng đổ thành tàn như đống phế tích. Chiều cao ban đầu ước chừng bị gọt xuống hơn 700 thước. Trong phạm vi mấy trăm dặm địa giới xung quanh, vô số thi thể đổ nằm lại không thấy một người sống. Người du gia đến đây toàn quân chết sạch ở nơi này. Còn có lữ gia, lưu gia, niên gia, ước chừng mấy ngàn người. Mấy ngàn cao thủ, toàn bộ lặng lẽ ngã xuống nơi đây. Khắp nơi đều là tay chân, đầu đầy đất. Chủ vi mấy trăm dặm địa giới, nơi nơi đều bị sức mạnh thần niệm khuấy loạn hủy diệt. Từng cái hối đất tượng trưng cho thiên tinh chi lực vô cùng mạnh mẽ, mặc sức tàn phá. Các tu giả bỏ mạng nơi này không có một người là tay Hạng Soàn. Nhưng lại ở chỗ này, tất cả đều bị tàn sát. Dù đồng thiên nhanh chóng vòng quanh một vòng, cẩn thận xem xét kiểm tra dấu vết lưu lại ở các nơi. Có nhiều chỗ, rõ ràng là chỗ các gia tộc mai phục, dấu vết nổi bật, nhìn một cái là thấy rõ. Nói cách khác, bọn họ đợi ở nơi này phục kích người nào đó, nhưng không ngờ bị đối phương tính toán lợi dụng ngược lại hiện trường không để lại bất kỳ một chút dấu vết của kẻ địch có cũng chỉ là một ít máu thịt vụn nát tản ra khí tức hoàn toàn không giống người nơi này dù đồng thiền nhanh chóng quyết định vung hai tay từ dưới lên đã nén toàn bộ không khí trong chu vi mấy trăm dặm sau đó đột nhiên mở thần thức của mình ra tung người lên phi thăng tới ngàn trường trời cao triển khai truy xét theo khí tức nhưng người hăng thấy chỉ có người bị tinh quang cắt nát vụn hoàn toàn không tìm được bất kỳ thứ nào có giá trị vụ minh tinh môn bổn thiền vương nhất định phải nhổ tận gốc tiêu diệt hoàn toàn các người du đồng thiên nổi giận quát đồng phương chính dương và nam chính càng tới chậm hơn nửa bước nhanh chóng lao mình xuống hữu thiền vương tình huống gì vậy là bắt đầu sát trận dù đồng thiên cắn răng lạnh lùng nói Những người kia Dọc đường mai phục Chuẩn bị bắt lấy người vương gia Phái đi thành phường hoàng quật mộ Những người kia Chẳng biết tại sao đều bị đưa tới nơi này Đối phương bày ra bắt đổ sát trận ở nơi đây Là một lần giết cả hố Tiêu diệt toàn bộ Không một người nào sống sót Nam Chính Càng và Đông Phương Chính Dương nghe Đều không khỏi khiếp sợ Ngày sau đó, Đông Phương Chính Dương bay đến giữa không trung vọng khí, mà Nam Chính Càng lại ở trên mặt đất tra tìm. Dù Đông Thiên cũng toàn lực khai triển tinh thần lực, lục soát trên trời, dưới đất. Ba người, mỗi người một cách làm việc, hồi lâu nhưng không có chút manh mối. Đối phương làm sao biết mà chuẩn bị chu đáo như vậy, hơn nữa còn có thể vừa vàng nắm chắc thời cơ. Nếu mua đồ bố trí thủ đoạn của người bày bố phi phàm thật là sắc bén đồng phương chính dương cũng kinh ngạc hơn nữa rút lui cũng kịp thời tất cả mọi thứ đều cho thấy đối phương lên kế hoạch mới hành động mỗi một bước mỗi một chi tiết đều trong tính toán mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy nhưng coi như đối phương đến như thế nào người thông minh tính toán trước mới hành động là chuyện bình thường nhưng người thông minh không phải thần cùng lắm cũng chỉ là hạn chế sơ sót đến mức thấp nhất Khó tránh khỏi, được ít mất nhiều. Nơi đây ước chừng có mấy ngàn người bị mai phục, lại không có lấy một con cá lọt lưới. Chuyện này cũng quá là đáng sợ rồi. Phải biết rằng, chuyện đám người Lý Thành Long đột phá lần này, đừng bảo là mấy người du đông thiên, ngay cả đám người tả tiểu đa tả trường lộ đều không chú ý, đơn thuần tình cờ xảy ra chuyện. Nói cách khác, cho dù đối phương lợi dụng chuyện này, phe mình cũng không tồn tại khả năng có nội gián cho nên Đông Phương Chính Dương dùng từ coi như. Trong đó, tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Lập tức phong tỏa thượng kinh, Đông Phương Chính Dương nói. Dù Đồng Thiên lập tức hạ lệnh, hắn không hỏi tại sao, hắn biết Đông Phương Chính Dương nói vậy chắc chắn là có lý do. Bắt đầu sát trận này cũng không phải tùy tiện là có thể xây dựng thi triển. Thi triển một lần tình chủ của chủ trận cũng phải chịu phản vệ ở mức độ không giống nhau. Hoặc là đột nhiên mù mắt, hoặc là đột nhiên tai điếc, hoặc là đột nhiên không thể phân biệt được mùi vị, cũng có thể bỗng nhiên tu vi hoàn toàn không có. Mà loại giác quan này thất thường, dấu hiệu tu vi tạm mất, tối thiểu ít nhất cũng phải duy trì 2-3 ngày. Đây là vẹn vẹn đầu mối để lại cho chúng ta trước mắt. Trong 2-3 ngàn dặm, có thể tìm ra những người này hay không, chính là mấu chốt ta đã truyền lệnh xuống. Ngoài ra, chuyện này tất nhiên có liên quan đến vương gia, quả thật không thể nghi ngờ. Du Đông Thiên lạnh lùng nói, vương gia ư, chỉ sợ là chưa chắc. Đông Phương Chính Dương cười khổ nói, tuy vương gia có chút liên quan đến chuyện này, nhưng bằng và bọn hắn tuyệt không có khả năng là người quyết định. Đây là chắc chắn. Bất luận bất kỳ người tổ chức âm mưu như vậy cũng sẽ không để cho quân cờ quan trọng của mình biết nhiều đến như thế. Quân cờ? Nam Chính càng nghe có chút choáng ván. Vườn gia nói thế nào đi nữa cũng là gia tộc mấy đời nối tiếp nhau. Cho dù đắm mình trong truyện lạc như thế nào đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không cam lòng bị người ta xem như quân cờ chứ. Lại còn là loại bỏ đi. Chưa chắc là không thể nào. Con người mà, chỉ cần có ham muốn thì có nhược điểm, Hướng chi, ham muốn của vương gia cũng không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần nắm trúng nhược điểm, dẫn dắt vào trọng, tự nhiên sẽ bị nắm mũi dắt đi, một đường đi tới cùng. Đồng phương chính dương cười lạnh nói. Chưa kể người ta trong phương ngàn kế muốn bẫy bọn hắn. Trên thực tế, nếu như ta muốn dựa vào loại tâm lý của bọn hắn làm chút chuyện, có thể khiến cho bọn hắn mắc câu dễ như trở bàn tay. Thuận tiện tính toán làm bọn hắn muôn đời không thể quay đầu cũ tộc diệt hết. Cùng lắm cũng chỉ một trận trù mưu, một phen bày cuộc. Loại vinh quang tự phụ này, nhưng lại không biết tiến thủ. Chỉ muốn tổ tiên lập công, rồi đời đời sau này vĩnh viễn là gia tộc có một không hai trong thiên hạ. Muốn hố bọn hắn, thật sự là không nên quá dễ dàng. Dù đồng thiên sợ mũi, sau nghe lời này lại không thoải mái dường như nói du gia ta? Ở à, hẳn là không đâu bởi vì đông phương gia bọn họ trước kia chấn chỉnh cũng đã có loại đường hướng này đây coi như là đồng cảm cũng có thể là đồng bệnh tương liên thôi bỏ đi bây giờ cũng không phải là lúc so đo chuyện này vậy bây giờ phải làm sao bây giờ thì nhìn xem cục này chúng ta có thể tiến vào hay không có năng lực can dự hay không đông phương chính dương thi triển thuật vọng khí nhìn khí vận trời xanh đất rộng lẩm bẩm nói cục này vậy mà lại có hạn chế có giới hạn sao đúng vậy cường giả hợp đạo trở lên không thể vào trong đông phương chính dương thở dài bây giờ đã có dấu hiệu như vậy những thành viên vẫn còn đang tiếp tục gom góp khí vận nếu như đây là thật sau này chỉ sợ sẽ rất phiền phức Tại sao những cường giả hợp đạo trở lên không được đi vào? Du Đông Thiên hỏi. Vậy chẳng thà người hỏi Nam Chính Càng, tại sao hắn lại chạy đến Thượng Kinh làm bộ trưởng bộ tài chính đi? Đông Phương Chính Dương hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Nam Chính Càng. Nam Chính Càng giận dữ nói. Ta cũng chỉ giấu có mỗi chuyện này, hơn nữa còn là người tọa không cho ta nói. Việc này sao có thể trách ta? Cuối cùng là có chuyện gì? Dù đồng thiên hăng hái dạc dào hỏi, đồng phương chính dương hừ một tiếng, bực mình nói. Năm xưa, Nam Chính Càng còn sắp xếp phượng mạch sung hồn của tiểu niệm, đã làm đến bước chuẩn bị gánh chịu phản về rồi. Nếu như không phải có nhân duyên khác, khiến cho bố trí của hắn không có hiệu quả. Nếu không, tên này bây giờ có lẽ đã cỏ mọc đầy mộ rồi. Cả mặt Nam Chính Càng đều là sọc đen. Mà cuộc diện thiên đạo lần này là có rất nhiều chỗ khác so với phượng mạch xung hồn. Nếu như cường giả hợp đạo trở lên đi vào, sợ rằng sẽ lập tức dẫn đến thiên đạo phản vệ. Thậm chí tu vi khí cơ sinh mạnh linh hồn của những tu giả hợp đạo kia đều sẽ bị tinh tường khóa lại, từ đó trở thành đạo dẫn. Các đại lục ở bên ngoài chỉ dẫn, nhờ đó mà tìm được con đường quay về. Bởi vì cường giả hợp đạo vàng đạo hợp nhất mệnh hồn đã không thể tách được ra khỏi đại lục dưới chân, có thể trở thành tinh nguyên định vị. Đã hiểu chưa? Đông Phương Chính Dương nhìn khí tượng trên trời. Cục này đã thành rồi. Hắn nhìn thấy bắt đẩu cửu tinh, nam đẩu lục tinh, dán xuống khí tượng một cách rõ ràng. Vô số lôi kiếp đột phá của thiên tài gợi lên long mạch đại địa. Mà khí long mạch vẫn đang tiến hành chuẩn bị lần nữa bốc hơi, cuối cùng sắp phun ra ngoài mà long mạch cục của thượng kinh đã cung cấp cho cuộc thiên đạo hộ vệ tốt nhất thành cục rồi đông phương chính dương ngửa mặt lên trời thở dài dưới tác dụng chỉ dẫn liên tục của bàn nhiên tinh quang long mạch đại địa vì phối hợp với nó lúc này đã bay lên từng cổ khí vận chia cơ theo đó mà xông lên trời hợp vào 15 ngôi sao trên trời mà khí vận thuộc về vương gia giống như cá vòi hút nước bị hút vào trong dường như là đang lấy khí vận nhà mình mà tẩm bổ cho cục thiên đạo nói là tẩm bổ thì có chút không thỏa đáng lắm tẩm bổ thiên về sự thay đổi dần dần từng chút một cái này nên gọi là truyền máu cưỡng chế cung cấp máu mà không quan tâm đến trạng thái của bản thân còn là cuồn cuộn không ngớt dùng cách thức chỉ thấy cái lợi trước mắt mà cưỡng chế lấy máu một bộ dáng cho dù toàn bộ khí vận của mình có hào phi đến cạn kiệt thì cũng không tiếc. Vườn gia hoàn toàn xong rồi, khí vận hào đến cạn kiệt. Đông Phương Chính Dương thở dài một hơi. Cuộc thiên đạo đã thành, chúng ta đã định trước là không thể tiến vào rồi. Du Đông Thiên tức giận nói, cho dù là cuộc thiên đạo thành rồi, chúng ta tiến vào thì có làm sao? Lẽ nào còn bị trời phạt? hơn nữa ngay cả cục thiên đạo đã lập đi chăng nữa thì cũng chỉ là định ra bố cục mà thôi luôn có căn cơ luôn có biến số chúng ta không thể làm tổn hại đến căn cơ lung lay gốc rễ của nó phá hoại từng chút một tích tiểu thành đại từng bước mở rộng mà đạt đến hiệu quả phá hoại sao thiên ý chính là thiên tâm diễn hóa sớm có định số đã định trước là không thể phá hoại nhiều nhất cũng chính là lấy biến số ảnh hưởng đến định số, khiến cho định số bị chạch đi. Đông Phương Chính Dương giải thích nói. Giống như cục trước mặt này, cục thiên đạo thành lập sớm chính là chuyện chắc chắn phải xảy ra. Tình môn mượn sự chỉ dẫn của bàn nhiên tinh quang, lại lấy ra một lượng khí vận cực lớn của vương gia làm tế phẩm. Khung xương cũng chỉ hơi chệch một chút về hướng cục thiên đạo mà thôi. Chỉ có là một chút chạch đi này cũng đã có thể đạt đến mục đích của bọn hắn. Bây giờ những việc mà chúng ta có thể làm được là có hạn. Cho dù lấy tu vi cường đại, cưỡng chế xông vào, phá hết bố cục trước mắt, thì ý cũng sẽ quay vòng mà làm ra một bố cục khác một lần nữa. Hơn nữa còn là cục hoàn toàn không thể phòng bị. Như vậy thì nguy hiểm càng lớn hơn. Đây cũng là sức người có lúc... À giống như nhân sinh của một người thường hay đi lên một con đường mà người hiểu biết về hắn hoặc bản thân hắn vĩnh viễn không ngờ đến nhưng lại sẽ có vô số sự việc và lý do ảnh hưởng đến hắn quấy nhiễu hắn bất kể là như thế nào đến cuối cùng đều vẫn sẽ đi trên con đường ấy việc ấy đặt trên người bình thường mà nói thì được gọi là quỷ tích của vận mệnh ta nói thế người hiểu rồi chứ đây chính là cụ thể hóa thiền ý. Người thông hiểu thuật vọng khí như ta, lờ mờ có thể cảm ứng được quỹ tích vận mệnh của mục tiêu. Khi gặp khó khăn trở ngại, thì có thể mở lời chỉ điểm bến mê. Nhưng kết quả cuối cùng cũng vẫn chỉ là trên con đường mục tiêu bớt được một chút long đong lận đận, hơi suôn sẻ bình an, chứ không có cách nào làm được nhiều hơn. Vì vậy ý trời không thể phá bỏ, không có cách nào phá bỏ cho dù có là những người được gọi là người nằm ngoài vận mệnh, những thứ có thể làm được cũng chỉ là chệch đi, chứ không phải là hoàn toàn nằm ngoài. Đông Phương Chính Dương than nhẹ, thế nhưng bây giờ người phá cục cũng đều đã ở trong cục rồi, bọn họ mới là mấu chốt của việc ứng phó với cục này. Chỉ nhìn vào việc bọn họ có thể tạo ra ảnh hưởng như nào cho cục này, có thể khiến cục thiên đạo lệch đi một lần nữa hay không nhìn khí vận cuồn cuộn đông phương chính dương thở dài nói theo ta thấy tình huống hiện nay cũng không tính là quá tệ hai bên thậm chí thế lực còn không bằng nhau chúng ta bên này còn tương đối chiếm ưu thế nhưng tốt quá thì hóa dở nếu là làm quá lên ngược lại lại thành dở là sao dù đông thiên và nam chính càng đều có chút khó hiểu lời mà đông phương chính dương nói bây giờ hai người bọn hắn đều nghe được rõ ràng từng chữ một, nghe được rõ ràng, nghe đến rành mạch, nhưng mà không hiểu một câu nào. Chỉ cần thấy rất trâu bò, nhưng trâu bò ở chỗ nào? Thật lòng không biết. Hai người các người chính là hai tình ngốc. Đông phương chính dương nhìn hai người kia bằng nửa con mắt. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Uổng công đàn gãy tay trâu mất nửa ngày trời. Trên đầu hai người ngập tràn vạch đen, im như thóc. Thôi vậy, trước tiên thông báo cho các đại gia tộc, đến nhận thi thể đi. Dù Đồng Thiên biết rằng, mình không có cách nào giao tiếp được với Đông Phương Chính Dương về lĩnh vực vọng khí này, tiếp tục nói chuyện cùng chỉ rút khổ vào thân, lập tức lựa chọn nói lãng sang chuyện khác. Nhưng trong lòng lại đang nghĩ, ta cứ không tin đấy, hiện tại ta đang ở Thượng Kinh, Hệ xảy ra chuyện gì, ta lập tức sẽ chạy đến. Không tin, không thể phá hỏng cái gọi là cục thiên đạo kia. Dường như nhìn ra được Du Đông Thiên đang nghĩ đến điều gì, Đông Phương Chính Dương thở dài. Người muốn lấy sức người, mà đối với trời, ta quản không có nổi đâu, nhưng ta cá rằng người giữ không có nổi, muốn đặt cược không. Là sao? Trong lòng Du Đông Thiên không phục, khẩu khí cũng trở nên tệ hơn cuộc thiên đạo nếu có thể thay đổi được bằng sức người vậy thì không xuống được gọi là cuộc thiên đạo rồi đó gọi là ý trời trêu ngươi mà cuộc thiên đạo này vừa thành ý trời sao có thể để cho những người có thể phá hoại quy tắc tồn tại chứ đồng phương chính dương chế nhạo cười cả mặt đều là sự khinh thường dù đông thiên và nam chính càng ngày càng cảm thấy không phục Hai người này trên miệng thì cười nói vui vẻ, dường như đã nhìn thấu sinh tử. Đối mặt với núi thay biển máu trước mắt, không có một chút cảm giác nào. Nhưng trong lòng bọn hắn lại đều là tức giận tới mức muốn bùng nổ. Những người đang rơi xuống trước mắt mỗi người đều là lực lượng trung kiên của các đại gia tộc thượng kinh. Bị đối phương dùng lực lượng tinh đấu giết chết chỉ trong một lần. Tổn thất lớn như vậy làm sao lại không đau khổ. Nhưng cho dù ba người có năng lực dời non lấp biển đi chăng nữa, nhưng khi nói đến dịch tinh hoán đẩu, đối với tinh đấu chi lực vẫn là không thể làm gì. Đồng phương chính dương lắc đầu, có thể cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhìn lên bầu trời, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Các người chờ ở đây đi, ta đi tìm lão đại. Có một bài chuyện gấp cần làm ngay lập tức. Rồi đi nhanh như bay nam chính càng đang muốn nói gì thì lại chỉ nhìn thấy cái bóng của du đông thiên ta cũng đi nam chính càng người ở lại đây trông coi đi nửa ngày sau nam chính càng mới mở miệng nói ra một câu ông nội ngươi hai người này đi rồi bản thân mình liền không thể nào đi lôi kiếp đã diễn ra rất lâu dần dần đi đến kết thúc cuối cùng theo khoảnh khắc một tiếng sét đánh kinh thiên động địa nổ ra. Lúc lôi kiếp biến mất, kiếp vân cũng theo đó mà tản đi. 12 người vừa trải qua lôi kiếp không còn trụ tiếp được, ngã ngang ngã dọc xuống dưới đất. Ai ai cũng đều là toàn thân cháy xém như 12 cục thang, mất sạch hình tượng. 12 người Lý Thành Long, Hàng Xuân, Hàng Băng, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Lý Trường Minh, Vũ Y Nhi, Cao Xảo Nhi bị nhất bảo chân phiêu phiêu. Vừa thấy lùi kiếp biến mất đã lập tức thả lỏng, không thể hỗ trợ thêm được gì. Trừ một số ít người vẫn còn có thể đảo mắt, những người khác đều đã dứt khoát tiến vào trạng thái hôn mê ngay lập tức. Tả trường lộ cũng thở ra một hơi, sau đó đồng thời đưa tay ra cùng với Ngô Vũ định Tả trường lộ phụ trách bên nam, Ngô Vũ Đình phụ trách bên nữ, tự mình phất tay áo đã sớm cuộn vào sau đó chớp một cái đã về đến thành. Cả đoạn đường, hai người không ngừng truyền âm. Phải dạy dỗ đám người này thật tốt mới được, đồ vật gì cũng đều lấy ra rồi. Đúng, thành ma kiếm kia của dư mặt ngôn làm sao vậy, quá hung hãn rồi, vừa nãy rụt rịch ngóc đầu dậy, vậy mà lại chống lại thiên kiếp. Thành kiếm đó chắc chắn là vũ khí giết người lợi hại nhất, còn phải nói đến kiếm với chủ như hình với bóng, người kiếm tương liền, nhưng mà cây cung kia của bị nhất bảo của uy lực mạnh đến mức khó có thể tìm vậy mà lại có thể công kích xuyên qua kiếp vần lần này bọn hắn nếu không có cây cung đó phá kiếp vần mấy lần khiến cho uy lực mà lôi kiếp tích lũy giảm đi rất nhiều nếu không chỉ sợ không thể nào an toàn sống sót còn có truyền thừa của đại yêu viễn cổ trên người lý thành long cũng rất sắc bén Tố chất chỉ huy của hắn cực cao, truyền thừa đại yêu kiểu này rớt xuống người hắn ít nhiều cũng có chút lãng phí. Đúng rồi, thuộc tính công thể của hắn dường như cũng là thuộc tính băng. Người kia là Long Vũ Sinh phải không? Vào thời khắc quan trọng, vậy mà huyện hóa được ra một con rồng. Trừ công thể của hắn khác biệt ra, thì chắc cũng có thêm cả huyết mạch căn nguyên. Tương lai tươi sáng đấy. Công pháp giáo khiết minh nguyệt kia của vợ hắn Vạn Lý Tú cùng với Tiểu Niệm Nhi cũng không kém. Hai người bọn hắn có thể học hỏi lẫn nhau. Còn cái đứa mập này chắc là tu hành đại mộng thần công. Đã lâu không gặp được tu giả tu hành đến tầng trên quy huyền của Thủy Mộng Tâm Pháp. Rồi ngay khò khò độ kiếp. Thật sự là đã lâu rồi không thấy. Đúng, ngày trước chúng ta đã từng giao thủ với loại tu giả này. Thủy Mộng Tâm Pháp Tiếng có thể giết người trong giấc mộng lùi có thể ngộ đạo trong mộng, thậm chí sắp chết cũng có thể tiến vào giấc mộng một ngàn năm sau kéo dài sự sống. Tu hành giả cao thâm chân chính lại càng có thể nằm mộng mà nói được tương lai, trong mộng suy diễn thế giới uy lực kinh khủng. Chỉ là công pháp này có ít người tu được đến đại thành. Bây giờ có thể gặp lại công pháp này tương đối có vài phần cảm xúc. Trong vòng đôi ba lời, hai người đã quay về đến tiểu viện. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng chạy về. Tả Tiểu Đa thấy đám người Lý Thành Long đổ kiếp thành công, nỗi lo trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Mặc dù đã sớm giúp bọn hắn xem tướng, biết trước rằng mọi người sẽ không gặp phải trở ngại gì. Thế nhưng mà đến lúc việc sắp xảy ra thì Trung Quy trong lòng vẫn lo lắng bất an. Tới lúc này mới coi như là yên tâm. Ai đó vừa mới yên lòng, tâm tư liền lập tức chuyển sang chuyện khác. Vậy là dọc đường lại nháy mắt ra hiệu cho tả tiểu niệm sau đó không ngừng truyền âm niệm niệm mèo niệm niệm mèo niệm, niệm niệm mèo con mèo nhỏ con mèo nhỏ ta rất thích con mèo nhỏ niệm niệm mèo ta phi thiên rồi người nghĩ xem chúng ta có làm chuyện gì chưa làm xong à, phi thiên rồi phi thiên tốt phi thiên hay phi thiên tuyệt vời không chê vào đâu được phi thiên rồi ta có thể hết tìm vợ phi thiên rồi có thể mèo méo meo là la lá la. Tả tiểu niệm phỉ nhổ trong lòng, rất muốn cưỡi lên người hắn, đánh cho hắn một trận. Nhưng trên mặt vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng không thèm quan tâm. Rất cao lãnh. Tả tiểu đa không ngừng truyền âm khiêu khích, chọc ghẹo đùa bỡn. Tả tiểu niệm một mực không để ý. <laughs> Vậy mà đã phi thiên rồi, đuổi kịp ta rồi sao? Phỏng chừng nếu nói về chiến lực thì còn cao hơn ta một chút đó. Nào có cái lý ấy chứ? Đuôi của tiểu cậu đác vẫn tích lên trời rồi. Hơn nữa tên này một mực trong mong phi thiên, còn có một chuyện khác. Hiện tại tới lúc rồi, làm thế nào bây giờ? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, toàn thân tả tiểu niệm liền giống như bị lửa thiêu. Vừa có chút chờ mong, lại vừa có chút sợ hãi. Đồng thời, còn có vài phần không cam tâm bị người nào đó phiền ghê. Tại tiểu niệm rất xoắn suýt, vừa muốn thận trọng một chút, lại vừa cảm thấy đã tới lúc rồi. Làm thế nào bây giờ? Đợi quay về hỏi mẹ mới được, xem xem mẹ nói gì. Ta đều nghe theo mẹ, kể cả mẹ bảo ta gì kia ta cũng, ta cũng thuận theo ý kiến của mẹ. Trở lại tiểu viện, trên mặt đất trải chăn bông, sau đó từng người ngồi lên. Số lượng người quả thật là quá nhiều, trên giường không ngồi hết được. Chỉ có thể để các cô gái ngồi trên giường. Về phần đám con trai thì có tấm chăn bông làm đệm lót là được rồi. Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm và Bạch Vân Đoá chăm sóc các cô gái. Bên ngoài Tả Trường Lộ và Lệ Trường Thiên đang tán gẫu với nhau. Tả Tiểu Đa thì đang làm việc. Hắn đang chăm sóc cho đám huynh đệ cùng hội cùng thuyền của hắn. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa lấy điện thoại ra, không ngừng chụp chẹt dáng vẻ thảm thương của mọi người vừa chụp vừa vui tới mức cười quan quát. Đây đều là tài liệu sống chất lượng cao đấy. Vốn dĩ hắn còn muốn chạy vào trong, chụp dáng vẻ thê thảm của đám cao xảo nhi vạn lý tú. Nhưng mà bị ngô vũ đình lạnh lùng trấn áp, sau đó bị tả tử niệm ném ra ngoài. Tả tử đa thở ngắn than dài, đút cho mỗi người một viên đan dược, thuận tiện đá cho vài cước. Vốn định dùng bổ thiên thạch là bị tả trường lộ ngước mắt lên lườm cho một phát đồ hỗn trướng đó là thứ tốt chỉ dùng lúc cứu mạng người hiện tại bọn hắn không có nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa còn có người bảo vệ hồi phục chậm một chút thì có làm sao bổ thiên thạch này là bà bối nghịch thiên có thể lập tức hồi đầy máu chuyển bại thành thắng trong lúc mấu chốt người muốn cứ như vậy mà lãng phí hết hay sao đối với sự hào phóng của con trai tả trường lộ thật lòng cảm thấy khó có thể lý giải lúc trước tên này không phải rất keo kiệt hay sao hắn lại không biết tả tiểu đa mặc dù keo kiệt nhưng so với keo kiệt thì thật ra tả tiểu đa càng ngại phiền phức hơn việc mà chỉ cần dùng bổ thiên thạch loáng cái đã xong thì không làm thế nhưng lại muốn một lão đại như hắn hầu hạ lâu như vậy trên đời làm gì có đạo lý nào như thế đúng vào lúc này Đông Phương Chính Dương tới, vội vội vàng vàng đáp xuống trong viện. Lão đại à, ta có việc cần thương lượng với người gấp. Là việc gì? Nét mặt của tả trường lộ nhất thời trở nên nghiêm túc. Hắn biết, Đông Phương Chính Dương là người như thế nào. Đông Phương Chính Dương giỏi nhất về thuật vọng khí, độc bộ thiên hạ, nói gì trúng nấy. Nhưng chính vì vậy, hắn là người hiểu rõ nhất về thiên mệnh khí số. Ngoài trừ việc quân sự, hắn đều trầm mặt kiệm lời, nhưng mỗi lần mở miệng ra đều nói gì trúng nấy. mắt thấy Đông Phương Chính Dương muốn nói lại thôi, Tả Trường Lộ lập tức biến mất cùng Đông Phương Chính Dương. Tiền Tay bày ra một kết giới cách âm. Lão đại à, ta vọng khí thấy cuộc thiên đạo đã mở ra rồi. Đông Phương Chính Dương nói, chuyện này ta đã biết. Tả Trường Lộ bình tĩnh gật đầu. Cho nên có một chuyện ta không thể không nhắc nhở một chút. Đồng Phương Chính Dương nói, Trước tháng 6, mấy đứa bọn người tả tiểu đa, tuyệt đối không được đột phá hợp đạo. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, dạo này cứ lờ mơ, ngay cả thời gian cũng phân không rõ rồi. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch, dương lịch là ngày 17 tháng 3. Đồng Phương Chính Dương nói, chiếu theo lịch dương để mà tính ngày 20 tháng 5 là ngày cực dương, mà quần long đạt mạch cũng ứng với ngày hôm ấy. Ta thấy cuộc thiên đạo cũng ứng với ngày hôm ấy, mà biến số ta dự đoán được chính là đám người tả tiểu đa. Trước thời hạn này, mấy đứa tiểu đa vẫn là biến số trong cuộc thiên đạo, có thể dựa vào lực lượng của cả đám người để làm chệch hướng đi của cuộc thiên đạo. Mà nay, cuộc thiên đạo đã lập, đã không phải là chuyện mà hai người chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay. Nếu cố tình dùng ngoại lực can thiệp, khiến cục thiên đạo đã định sẵn này không thể thành cục, ắt sẽ cắn trả thiên đạo. Đại đạo rung chuyển, chủng tộc phiêu bạc bên ngoài như yêu tộc sẽ mang theo phương hướng này càng nhanh chóng quay về. Căn cứ là lập luận này, tất cả đều bắt buộc phải hành sự trong phạm vi quy tắc này, không có được mảy may đi quá giới hạn. Cứ như vậy, bọn tiểu đa đương nhiên càng không thể đột phá hợp đạo trước ngày 20 tháng 5. Nếu không, thân phận là biến số của cuộc thiên đạo của chúng sẽ không thể thành lập được. Đồng phương chính dương thở dài nói. Nhìn một đám người vừa đổ xong phi thiên trong viện này, đồng phương chính dương cũng không nghĩ rằng mình có thể nói ra những lời như thế. Theo lẽ thường mà nói, tu giả vừa mới đột phá phi thiên, không có 30-50 năm lắng động lại thêm tám chục một trăm năm lịch luyện, cộng thêm mấy chục mấy trăm năm trui luyện mà nói, cũng muốn đột phá hợp đạo hay sao, nằm mơ đi. Thậm chí một hai trăm năm, một hai năm không thể đột phá hợp đạo cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, mười mấy tiểu tử trước mặt này không thể xem xét theo lẽ thường. Phải biết rằng, đám nhỏ này một hai năm trước, đứa nào đưa nấy chẳng qua cũng chỉ mới là vũ sư, rồi thiên tiên các kiểu cho đến nay nhập đạo tu hành cũng chẳng được bao lâu, nhưng bọn chúng một đường đi từ thánh thai, Đan nguyên, anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền rồi phi thiên. Tính ra toàn bộ thời gian cũng chỉ mất hơn 2 năm mà thôi. Phân tích cặn kẽ thì đây là một chuyện khủng bố đến cỡ nào cơ chứ, nghe mà rợn tóc gáy. Lại cho chúng thêm dăm ba tháng từ phi thiên lên hợp đạo chi ít theo cách nhìn của Đông Phương Chính Dương, thì chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái. Chính vì căn cứ và sự lo lắng này, Đồng Phương Chính Dương lo rằng nếu mình không nhắc nhở trước một chút, thì đám tiểu tử mỗi người đều có khí vận bất phàm hơn nữa, lại có một đống tài nguyên. Mỗi một đứa đều có đủ điều kiện để nhanh chóng tăng tiếng này chớp mắt sẽ đột phá hợp đạo mất. Lúc đó tình hình sẽ trở nên hết sức gay gò. Lờ đi một cái, đến lúc cuộc thiên đạo thành cục chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người có lòng riêng cướp đi hết thảy khí vận. Tả Trường Lộ cũng nghĩ tới điểm này nghiêm túc nói: ta hiểu rồi, ta sẽ nói việc này với Tiểu Đa. Đông Phương Chính Dương nói: chỉ bằng ngươi gọi hắn qua đây. Dù sao đối với thuật vòng khí thì Tiểu Đa cũng được thôi. Tả Trường Lộ như cười mà không nhìn Đông Phương Chính Dương. Đồng Phương Chính Dương tăng hắn một tiếng nói. Ta biết. cổ hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt của nhị trung thành phường hoàng của tả tiểu đa, tạo nghệ thâm sâu. Nhưng đối với vọng khí, ta tự tin chính mình là người giỏi nhất đường thế, cũng có thể so bị được với người đi trước. Thế nhưng, ta vẫn chưa tìm được truyền nhân. Tả trường lộ cười nói, nếu vậy, vậy vất vả cho đông phương huynh đệ rồi. Không có gì, không có gì, cảm ơn lão đại. Đồng Phương Chính Dương vô cùng kích động. Câu nói này của tả trường lộ đồng nghĩa với việc tặng cho hắn một bối nhân quả vô cùng to lớn. Mà kết nhân quả bậc này với tả tiểu đa, đối với Đông Phương Chính Dương cũng như gia tộc Đông Phương mà nói, đều là một chuyện có ý nghĩa trọng đại. Đông Phương Đại soái thân là vọng khí tông sư, há lại không biết tầm quan trọng của chuyện này sao. Tuy là lấy thời điểm này mà nói, đây là hắn tặng cho người ta truyền thừa quý báu, thế nhưng hắn vẫn phải cảm ơn tả trường lộ là bởi vì thứ mà tả trường lộ đáp ứng chính là tương lai tả tiểu đa tới rồi đồng phương chính dương lại nói lại chuyện này một lần nữa tả tiểu đa nhíu mày trầm tư sau đó cùng bay lên không trung với đồng phương chính dương mỗi người đều tự quan sát khí tượng trong lòng có tính toán không lâu sau hai người đáp xuống đồng phương chính dương hỏi như thế nào? Không sao. Tả tiểu đa khẽ cau mày. Ta cảm thấy không cần cố sức giảm tốc độ tu luyện. Cứ tu hành như bình thường là được. Không những vậy còn phải đẩy nhanh tốc độ lên. Nhưng mà... Đồng phương chính dương đang muốn nói lại đột nhiên hiểu ra. Người muốn nói... Đúng vậy, nếu như ta đoán không sai, thân ở trong cuộc thiên đạo đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào một thế giới khác. Một thế giới mà không có pháp tắc thiên đạo thì có tinh tiến thế nào cũng không có cách nào đột phá. Chú Đông Phương nói chúng ta là biến số của cục thiên đạo, điều này là chính xác. Nhưng mà người nói chúng ta rất nhanh là có thể hợp đạo, thì quả thật quá coi trọng chúng ta rồi. Tổng hợp lại tất cả các tin tức, ta cơ bản đã có thể kết luận rằng sợ dĩ bọn Lý Thành Long có thể một lần độ xong phi thiên kiếp, không những là do nhân tố con người mà còn do ý trời cân nhắc. Thậm chí, bọn hắn có thể thuận lợi độ kiếp, cũng là do thiên đạo trợ giúp cả đám bọn hắn cùng đột phá phi thiên, hình thành lực lượng bùng nổ tràn lan. Lúc này mới cấu thành vòng cuối cùng của cục thiên đạo. Bọn hắn thành công đột phá phi thiên, cục thiên đạo cũng thuận thế hoàn thành xây dựng, đẹp cả đôi đường, hai bên lại thêm một tầng quan hệ bí ẩn. Điều này dẫn tới, dưới tình hình cục thiên đạo đã hình thành ta và bọn người lý thành long muốn đột phá hợp đạo là chuyện không thể nào bắt buộc phải đợi một cục này kết thúc mới có thể tính đến những chuyện về sau mặt khác đối với một cục này thứ ta chân chính quan tâm là một mực khó mà xác định chính là không biết còn mấy ý chí thiên đạo bày cục hướng đi cuối cùng lại là như nào tả tiểu đa nói tiếp lo lắng của chú đông phương đương nhiên là có đạo lý nhưng không cần lo chúng ta sẽ đột phá trước có lẽ chú đông phương không biết cuộc diện phượng mạch xung hồn năm xưa niệm niệm mèo rõ ràng đã sớm có thực lực đột phá bình cảnh vốn có thể thế nhưng trước sau đều không thể đột phá không phải là do tu vi của nàng không đủ cũng không phải do ngộ tính không có đủ mà do thân đang trong cục ván cờ số kiếp áp chế không cho nàng đột phá mà trên thực tế từ góc độ lâu dài ván cờ số mệnh áp chế của ngày đó đã khiến cho nền móng của niệm niệm mèo được vững chắc chưa từng thấy. Lần đó ta đoán cuộc thiên đạo trân áp đã nén chân nguyên của nàng lại ít nhất là trên 50 lần, vượt xa giới hạn áp chế chân nguyên mà nàng có thể chịu đựng nổi ở thời điểm đó. Căn cứ vào lý do đó, chúng ta có thể làm thế cờ ngược này. Chúng ta không những không giảm tốc độ mà ngược lại, chúng ta sẽ làm cho đám người Lý Thành Long đạt đến đỉnh phi thiên càng sớm càng tốt dù sao có số kiếp thiên đạo hỗ trợ kìm nén chân nguyên không dùng thì không lãng phí dùng cũng đâu có lãng phí cố gắng gia cố nền tảng đến mức lớn nhất củng cố căng cơ đặc biệt như vậy ván cờ số kiếp thiên đạo là chủ động giúp chúng ta áp chế chân nguyên thay vì phải tự mình chịu đựng nỗi đau tự đè nén nói cách khác chúng ta càng sớm vượt lên và đặt nền móng vững chắc thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều lợi ích hơn tả tiểu đa tràn ngập tự tin nói tả trường lộ không hiểu nên nhìn về đông phương chính dương là như vậy sao đúng đúng tiểu đa nói cái gì cũng có lý đã làm cho ta mù mắt rồi ta thật sự đã bỏ qua điểm mấu chốt đông phương chính dương cảm thấy xấu hổ kỳ thật đông phương chính dương cũng không phải thiếu sót dù sao hắn cũng không phải thật sự trải qua ván cờ phượng mạch xung hồn cũng không biết cụ thể ảnh hưởng của tả tiểu niệm trong ván cờ hắn không nghĩ tới cũng có thể hiểu được hơn nữa vốn dĩ suy nghĩ của hắn mới chính là sách luật lão luyện thành thục trọn vẹn nhưng mà đông phương chính dương không ngờ trình độ của tả tiểu đa đã tới mức có thể lấp chỗ trống cho chính mình trong lòng không khỏi càng ngày càng hăng hái tiểu đa chủ đông phương của người vừa rồi thương lượng với ta muốn truyền thụ những gì đã học được cho người tả trường lộ mỉm cười nói đây chính là kết tinh tâm huyết cả đời của chú đông phương ngươi ngươi dập đầu với chú đông phương đi dạ cảm ơn chú đông phương cảm ơn chú đông phương đã coi trọng ta tả tiểu đa nghe vậy vô cùng vui mừng không nói lời nào lập tức quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lại ba cái hắn luôn cảm thấy việc tu luyện khí thuật của mình có nhiều khiếm khuyết hiện giờ gặp được minh sư còn là minh sư thuật vòng khí số một đương thời đương nhiên là mừng rồi được 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 đồng phương chính dương cao hứng tới mức giọng nói rung lên hắn liếc nhìn tả trường lộ một cách cảm kích sau đó lấy ra chín miếng ngọc bội đây là vòng khí độc môn tâm pháp của ta tu hành pháp môn đây là truyền thừa kinh nghiệm của một số tiền bối cùng sư môn ta. Đây là bản chép tay của tất cả vòng khí tông sư tinh hồn. Đây là bản tổng kết kinh nghiệm vòng khí của vua mình. Đây là đạo minh. Đây là một ít thủ đoạn vòng khí linh tinh mà ta thu thập được. Có của linh tộc, có của yêu tộc. Đây là hắn giao vào tay tả tiểu đa từng cái một, vui mừng nói: với căn cơ tu vi người chỉ cần có những truyền thừa này trong tay không cần ta dạy dỗ tại chỗ, người chỉ cần xem qua là được, ngươi sẽ hiểu được. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi hãy nghiên cứu và hiểu nhiều hơn, nhất là những trường hợp đặc biệt của rất nhiều tiền bối, người tự có trải nghiệm, tinh tiến sẽ nằm trong tầm tay. Tả trường lộ có chút kinh ngạc. Đồng phương, dường như ngươi có vẻ rất gấp gáp. Lão đại à, không phải ta vội. Cuộc thiên đạo nếu đã bày ra thì sẽ không cho phép loại người như chúng ta có thể tác động đến cục diện ván cờ và làm xáo trộn nó bằng thế lực bên ngoài. Bởi vậy trong thời gian sắp tới đây, nhất định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, khiến ta không thể ở lại thường kinh. Thiên ý như đau cũng không phải chỉ nói suông. Cho nên nếu ngài muốn thu xếp người kế nhiệm, bây giờ đã phải bắt đầu rồi. Nói như vậy cũng có lý. Tả trường lộ hơi trầm ngâm, đám người lý thành long đều đã được thu xếp xong xuôi bây giờ chỉ cần nằm đó chờ tỉnh bây giờ tạm thời không còn chuyện gì nữa lệ trường thiên và bạch vân Đóa phụ trách chăm nom sau đó tả tiểu niệm đang liếc mắt đưa tình với tả tiểu đa bị vợ chồng tả trường lộ xách từng người từng người vào phòng tả trường lộ nắm cổ tả tiểu đa ngô vũ đình nắm cổ tả tiểu niệm vợ chồng hai người rất giống như một người xách mèo một người xách chó kéo vào trong sau đó bố trí kết giới cách âm, giống như đang làm một chuyện gì cơ mật. Tiền tay làm ra hai cái ghế đẩu, sau khi hai người ngồi ngay ngắn, tả đại thẩm phán và ngồi tranh án bắt đầu thăng đường thẩm vấn. Kết thúc tập 290 Bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.